Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì dư luận xã hội dậy sóng trước những lùm xùm quanh câu chuyện vạ miệng của Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa được đăng quang, Huỳnh Trần Ý Nhi. Có rất nhiều phản ứng trái chiều trong câu chuyện này. Tuy nhiên, người bênh thì ít, người chê lại quá nhiều. Và chuyện nhỏ này đang hướng dư luận đến một câu chuyện lớn hơn. Vâng, câu chuyện lớn hơn mà chúng ta đang quan tâm chính là về các cuộc thi hoa hậu. Trên báo chí, các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều chủ đề thu hút dư luận như là quá nhiều cuộc thi hoa hậu, bội thực hoa hậu, lạm phát hoa hậu được mùa mất giá, lời cảnh tỉnh cho các cuộc thi nhan sắc. Và đó cũng là nội dung của cư dân mạng ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập. Chung kết giải Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra ngày 22 tháng 7 vừa qua. Chỉ mấy ngày sau đăng quang, hoa hậu của giải Huỳnh Trần Ý Nhi đã chịu một làn sóng dư luận đòi tẩy chay, yêu cầu tước vương miện khi người đẹp còn chưa kịp thể hiện vai trò hoa hậu của mình. Lý do là người đẹp này đã có những hành động phát ngôn được cho là không đẹp trong mắt công chúng. Cụ thể như hoa hậu đeo vương miện đi từ thiện tại một bệnh viện tư nhân 5 sao, nơi dành cho giới nhà giàu. Và dư luận ngay lập tức phản ứng, cho đó là cách làm màu kịch cỡm. Hơn thế, hoa hậu này đã có không ít những phát ngôn được cho là vạ miệng trước truyền thông, chọc tức dư luận. Và ngay sau đó, Hoa hậu Ý Nhi đã có một số hội nhóm anti-fan lên tới hàng trăm nghìn người với những phản ứng khá mạnh đòi tẩy chay. Ché người non dạ, nói vậy cũng đúng, nhưng Ý Nhi cũng đã là một sinh viên năm ba rồi, cũng được nạp nhiều kiến thức và môi trường sống ở trường đại học. Hơn nữa, bước lên dự thi Hoa hậu Quốc tế Việt Nam thì cũng đã trải qua nhiều lớp training cơ bản. Vậy mà bạn còn rất bồng bột ngây thơ, trả lời phỏng vấn trong cảm xúc men say người chiến thắng một cách quá tự cao, tự mãn, coi mọi người xung quanh là những kẻ thất bại, chỉ mình bạn là người chiến thắng. Tôi thấy cô này quá tự cao, cuộc thi này chẳng là gì cả ngoài sắc đẹp. Còn nhiều bạn trẻ thầm lặng giỏi hơn nhiều, cống hiến hơn nhiều, nhưng họ khiêm tốn, cũng không mưu cầu vật chất danh vị. Điều này chứng tỏ cuộc thi hoa hậu đang có vấn đề khi chỉ mới chọn được người có nhan sắc được vinh danh. Hoa hậu mà có trí, đức thì sẽ không phát biểu như thế này. Mỗi hoa hậu là gương mặt đại diện của một quốc gia, một tỉnh thành thì không phải chỉ có nhan sắc mà còn phải có trái tim và trình độ. Nếu đăng quang hoa hậu mà chỉ dựa vào nhan sắc và một vài số vòng đo thì số tiền bỏ ra tài trợ đó hãy đem làm từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn sẽ mang tính nhân văn hơn. Cần bỏ ngay suy nghĩ hoa hậu là cái gì đó ghê gớm đại diện cho quốc gia. Mấy cuộc thi hoa hậu chung quy cũng là cuộc thi giải trí, tại sao lại thần thánh nó lên? Rồi kỳ vọng hoa hậu phải đại diện cho cái này cái kia. Từ làn sóng tẩy chay Huỳnh Trần Ý Nhi, chúng ta cần bàn về danh xưng hoa hậu. Theo các chuyên gia, hoa hậu danh xưng không chỉ đánh giá bởi nhan sắc, nó còn là vẻ đẹp tâm hồn, tầm vóc, trí tuệ, vốn kiến thức nhất định về văn hóa xã hội. Thực tế tại Việt Nam, mỗi năm trung bình có khoảng 30 cuộc thi hoa hậu, chưa tính cấp địa phương hay ngành nghề. Như vậy mỗi năm sẽ có 30 hoa hậu và hơn 60 á hậu cùng với hơn 300 người đẹp đạt các giải phụ. Chúng ta nghĩ gì về con số này? Có lạm phát hay bội thực hoa hậu hay không? Không phải là các ý kiến phản ứng là đúng, nhưng qua vụ việc này mới thấy chất lượng của các cuộc thi hoa hậu có vấn đề. Và người dân càng bức xúc khi có quá nhiều cuộc thi hoa hậu trong nước hoặc có quá nhiều game show để nhiều danh xưng lạ xuất hiện, nhiều người không xứng đáng lại được tự phong danh hiệu rồi tự nhiên thành hot. Đúng là bội thực hoa hậu, các nàng hậu trước khi đi thi cần phải trao dồi kiến thức đã. Dù có xinh đẹp đến mấy mà không có kiến thức và ứng xử thì cũng bỏ thôi. Một năm có quá nhiều hoa hậu khiến mình không thể nhớ hết tên. Đề nghị nhà nước xem xét lại việc có cần quá nhiều cuộc thi hoa hậu hay không. Dần dần hoa hậu đã mất đi cái gọi là tinh hoa. Thực chất nó trở thành công cụ kiếm tiền của công ty giải trí. Sao nhiều hoa hậu thế? Đề nghị mỗi năm tổ chức một cuộc thi hoa hậu thôi. Nhiều hậu quá rồi. Biên tập viên Thư Hiền, truyền hình Việt Nam chia sẻ, nếu tính cột mốc năm 2022 là năm lạm phát hoa hậu, thì 10 năm sau, tức là năm 2032, Việt Nam sẽ có ít nhất 300 hoa hậu, hơn 600 á hậu và hơn 3.000 người đẹp đạt các giải phụ. Phổ cập hoa hậu khi đó không còn là câu nói bông đùa. Theo tiến sĩ Đoàn Hương, tại cuộc trò chuyện với trường cao đẳng truyền hình, khi đưa ra vấn đề liệu hoa hậu có phải là một nghề nghiệp, bà muốn truyền tải thông điệp, hoa hậu chỉ là danh xưng và không phải một dạng nghề nghiệp. Còn tại hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu, hiện thực năm qua, một số địa phương cấp phép hoa hậu thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng ra ngõ gặp hoa hậu khiến xã hội ngao ngán. Hoa hậu dường như là một từ đã bao hàm đủ các phẩm chất xinh đẹp, thông minh, nhân hậu. Còn tên cuộc thi có lẽ được tạo ra để đi xin cấp giấy phép tổ chức cho đỡ trùng. Bởi thế cuộc thi hoa hậu giờ nhiều đến mức không ai còn nhớ nổi tên hoa hậu hay cuộc thi hoa hậu nào. Quý vị và các bạn quan tâm về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên Facebook của truyền hình Công an Nhân dân.